Ông xin chào cả nhà nha. Bữa nay mấy anh em đi săn bắt nha cả nhà. Rồi mấy anh em này đi bắt cua bắt ốc về làm món ăn nha mọi người. Đó, khởi động kìa, khởi động quá trời luôn rồi. Mò đi, mò đi. Mưa này có rồi ha, mò đi. Mò cặp mé có hàng không, thọt bắt cua, ốc rồi. Lưng dính vậy là dễ. Mưa này có cua à, có ốc á. Ui ui, nó sâu. Có một cái nữa. Mò kỹ kỹ rồi. Ghê luôn. Đồ lặn luôn rồi. Thọt đi, thọt đi. Chia ra, chia ra làm hai đội. Mình nhớ đi là một đội. Rồi đội nào bắt ra được nhiều thì đội đó hồi về thưởng đội đó. Ai nhiều cua nhất đã thưởng đúng không? Giải đặc biệt 50k. Yeah. Người sao vậy? 50k thôi chứ. 50k người 25k. Chưa dính nào trơn hả? Con gì á? Thọt vô. Có cua không? Con gì á? Quá chị ốc nè. Con này ốc già. Mày có cái thang bự có thế này hả? Thọt vô, thọt vô. Ôi. Ê con chuyện nhảy. Chuyện nhảy nhảy. Ôi. Cái hàng bán giò luôn cả nhà. Không có đủ đẩy. Đẩy anh ơi. Ủa hàng bán giò luôn kìa. Ơi. Bẻ giò, bẻ giò. Bẻ không nổi. Không biết bẻ. Bẻ ngang đùi á. Không biết bẻ. À, lá thì nướng ngon á nghe. Có chỉnh nó nhảy. Bẻ ngang đùi trên á. Cụp. Hôm nay hả? Ồ, Phúc giỏi quá. Thưởng Phúc à. Có gì chuối không? Lấy chuối là tao dính thôi nè. Rồi đi đi. Rút xe dây quần ra. Làm nó tao cái tiệm vậy. Đâu rồi dây, đâu rồi móc dây quần ra. Đây. Ừ, lấy dây quần làm luôn. Nè, đốn nó xảy được á. Trời trời, xảy uổng lắm à. Ừ, hết trồng trà bá luôn hết cái. Ơi, giò nó như vịt vậy á. Cái hàng bông láng mà. Ê, sao cột vậy ở trên á, nghe cái tay của thằng bạn dĩ á. Cột ngay bụng quá à. Ừ, ừ, đúng rồi. Cột ngay đây nè. Cột ngang cái tay á. Đó, ngang đó đó, ừ. Thì xiết cái nữa, xiết cái nữa. Xiết đi con. Ôi, 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 ôi. 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 Quá rồi, quá rồi, quá rồi, quá sung rồi. Hàng nào đâu. Quá sung rồi, quá sung rồi. Hàng đó đúng không? Ủa, hàng này láng nè. Bỏ vô, cậu vô, được hai em rồi. Này mấy bờ ganh ngoài đồng nè, giờ nó ếch vừa hàng. Từ, bẻ cho nó đi. Bẻ vỏ đi. Không bẻ. Vô còn chắc chắn nha, để đã xảy là không ăn luôn á. Còn bạn Nguyên này, về đây, lần này đây, kêu ghé về này đây. Cua vô bạn Nguyên. Con gì đó thọt vô ơi hả, móc nó ra cái hàng bán giò nguyên đó, nằm cho nó đó. Ốc đại có xịn không, có kẹp đâu đại. Cua luôn. Được. Nó chui rồi. Cái gì nãy đem theo cái cây rồi. Cua có bạn ơi.
thọt tay trên đây, thọt xuống rồi. À, thọt dính hết cái sung quá sung rồi. Trời ơi sình, ô thôi thôi thôi. Quá rồi, bắt dính con cá. Này đi dọc sình chứ bắt cá rồi. Ê, có rồi. Trời ơi trời, cá gỗ đói ôm nhẹ nhách luôn. Trời ơi. Có lý, có lý. Rồi đập đùng đùng cho cá vô hang. Có cua đó, cái hang đó có cua đó. Bắt bắt vui nha. Thọt tay vô, mà thọt tay vô, thọt tay vô. Rồi chụp nó lôi á. Rồi hộp. Cô cạn hay gì, cô cạn hay gì? Dính nè, dính cua. Quá ngon. Tiếp tiếp tiếp. Còn hai bạn đang đi lúc đắng luôn rồi. Rồi quét nhóc luôn. Lục bình này về hấp xả ăn ngon luôn. Thọt vô ấy. Rồi đi hàng khác. Đi qua khúc bên kia. Rồi đó, thành quả rồi mấy anh em được nhiêu đây nè cả nhà. Đó. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị lên về mình làm món ăn mình mời cả nhà mình cùng xem nha. Đó con lạnh rồi, mấy em lạnh rồi. Lên. Giờ mình sẽ đem mấy con này đem nướng à cả nhà ăn chung với mình nha. Mời cả nhà. Đây mỗi người ăn việc. Đây là chuẩn bị làm bếp. Bây giờ mình sắp đi vào bỏ thảo, bỏ than vô. Trời mưa quá không có củi. Bỏ vỏ sầu riêng với vỏ dừa vô cho nó thơm. Cho nó vỏ sầu riêng. Bỏ hết được. Bây giờ mình mới nướng chui. Mời cả nhà mình nè. Ơi gu mày cỡ 800 kg nha. Cá nướng chui, ếch nướng chui. Còn mấy con cua cũng nướng luôn. Nổ lửa lên, nổ lửa lên. Lên cơ này. Lửa sang quá, mà còn luôn. Giờ mình sẽ xiên cá nha các bạn. Thôi xiên con cá nào. Ơi, mình sợ mấy con cá này quá. Giờ xiên cá để cho than nó cháy đi, cho đều được cái đi. Mình hãy mấy con ếch này ra ngoài nha. Wow. Hai con. Ba, ếch ba. Rồi cầm đi vậy. Hai con luôn. Ấm à. Ơi, chơi. Xin bảo mình mời cái nhà ăn nha. Đó. Mình ở mình đây. Wow. Mẹ cái nhà coi ngớ nóng nhỉnh dọ luôn nè. Nướng con cua mời cái nhà ăn trước nha. Chín chín đã quân. Wow. Ơi đúng nghe ơi. Nói à. Đó à. Wow. Cho quay quay càng cho nướng càng cho chín càng. Chín rồi. Cua đây nha. Chín rồi, chín rồi. Để mình test thử con cua. Mình test thử con cua. Đây, để anh Phúc test thử con cua nha. Nãy nó kẹp mình á. Cày khứ vào luôn á. Ây da. Cày thích nóng ghê. Ây da. Ây da. Ê thịt cua đồng ngọt như cua đồng vậy á mọi người. Đúng rồi, cua đồng. Đúng rồi. Ơi thịt cua đồng ngon như cua đồng vậy. Giòn ha, giòn góp góp luôn. Tết đây con mu có gạch không? Mu quá chắc chắn có gạch. Ây da, mu đúng quá. Mu là gì? Mu là gì? Mu là gạch. Ồ, gạch luôn á. Đây mình ăn chứ mu chưa.
trong thời gian đợi mình ăn con cua trước. Cua Alaska. Trời, cái mũi trắng nhỏ không. Cua này cua Bắc Kinh phải không? Cua này cua Bắc Bỉ. Đúng rồi, mình bắt ở Kinh người ta gọi là cua Bắc Kinh. Đúng rồi. Gọi là cua Bắc Dũng. Để lên luôn, để luôn hết luôn. Wow, quá to. Cái gồ khủng. Rồi rồi nó xỉu. Ai chưa xỉu. Gồ nó ấm nhấp vàng nhằn luôn. Cái gồ khủng cổ chuyển nè. Chỉnh chặt chưa? Này nướng nướng chùi chấm với muối ớt chanh là còn gì bằng. Chanh đâu rồi, cắt chanh đi. Cắt chanh đi. Rồi, cả nhà đợi cho mình 5 phút nha, cho nó vàng lên là mình thơm bơ liền, quét chanh lên à, coi nó ăn ngon cỡ nào. Không biết nữa, mình quét đại nha. Cái nhà đừng học theo mình nha. Mất công bị tào tháo dí nữa. Quá ngon, thơm rồi đó. Rồi mình sẽ cho ít ngậm chanh nha. Rồi hết cái chanh luôn rồi. Đây ghét thì miếng chanh nó đẹp mắt nè. Ui. Trong thời gian chờ đợi mình sẽ lấy dưới chuối chấm nha. Lấy chuối chấm rồi nè, coi nha, mình sẽ chỉ cách mấy bạn ăn lá chuối. Chưa nói hết. Chỉ cách mấy bạn chấm lá chuối nè. Đó đó, mình nếm thử ngon không được. Đây. Hết rồi. Đừng phút. Đúng rồi, thơm quá trời vậy khe nè. Thơm một chanh nha. Rồi, ớt lột da, sao mấy mình không lột da được ta? Để da cho nó giòn. Ôi, cái gỗ khét ngạt luôn rồi, ngon ghê vậy á. Cái gỗ cũng đuôi, nhưng mày lấy đuôi lên ăn nha. Đuôi nó chẳng, con này bự hơn con đuôi mình nữa. Thời con ớt nó phồng lên kể, thấy thèm ghê chưa? Ôi, da nuốt nước miếng ra, gác thì cực cổ. Mấy nha. Chấm rồi. Chấm rồi. Còn mấy ngóc đâu? Bỏ mấy ngóc lên. Đây nè, trong xô nè, bỏ mấy ốc vô, nướng mọi dứt. Phải nhạc nha, đuôi cá không? Nó giòn. Ôi, nó giòn. À dạ. Mình sẽ cho mấy con ếch nè, ăn ốc nè. Nó đã luôn. Ngồi chờ đợi nghe cái ngà quá thơm rồi. Nó em chưa ngon chưa, em chảy nước luôn. Em chảy nước một cái luôn á. Ủa nó vàng, thèm chảy nước ha. Chín rồi mấy cái ngô chín rồi đó. Còn hai mét này nước dai luôn nè. Đang cạo dĩ thôi nha, cạo quất. Mình sẽ lên xuống lá chuối nha anh em. Trời ơi, quá chị đói rồi, quá vô chén này nữa rồi. Đâu nào bằng á. Trời ơi. Lại nha, mình sẽ mở. Mời các bạn cùng ăn cá rô Dubai. Wow. Ông nội ơi, nít nóng ghê vậy á. Không có gì rước lên, mình sẽ chế ra luôn. Nước sốt làm ở đâu vậy? Từ là làm từ Dubai qua. Cái đùi ngớt nè. Để ăn mắng nha. Ngon. Mời cái nhà cùng ăn với nhà. Mời các bạn lẫm đùi ở Việt Nam nha. Miếng gì à? Bắt đầu ăn cá ngô rồi, chú Phi nha. Miếng gì nha?
vét son thơm không? Ừ. Ừ. Ngọt ngay luôn, ngọt như đường vậy á. Đường má đi thế mình nha. Các bạn còn nhận chơi nữa hãy nhấn like, chuông và share chia sẻ cho mình nha. Ơi, cảm giác là cá rô bắt ngoài đồng mà lên ăn ngon ghê vậy á. Rồi mày không dám. Tải đường nhẹ hơn tao. Ngon quá. Quá đã, thịt cá rô gì ươm luôn. Đôi nha, đôi nha. Chấm à. Đúng à. Chấm à. Quá. Ôi bạn vậy là ẩu rồi, bạn cầm tới mình nha. Còn tới mình nữa chứ, này ăn thèm quá. Ôi ôi. Đưa đây. Biết hồi nãy chưa ăn. Thịt quá trời luôn. Các bạn biết hết đi. Tôi nha. Ăn chút hết rồi. Rồi. Xanh sạch sẽ luôn. Rồi. Còn con ếch miếng cuối cùng cắn miếng cuối cùng luôn. Rồi, mà bay ở nhà mình. Rồi, kết thúc clip tại đây. Bye. Hẹn clip sau.